về xe Thái Sơn, đi về Đà Nẵng. Nhà xe 111 Nguyễn Trãi. Xe Hoàng Trung tuyến Gia Lai Vũng Tàu. Nhà xe Ngọc Thông 1 tuyến Kiến Đức Hà. Taco 2019. Vâng, tiếp theo là vẫn là một chiếc Taco. Vẫn là nhà xe Hoàng Trung. Taco HD. Gia Lai Vũng Tàu. Xe 111 Nguyễn Trãi. Quay lần đây nó không có lên quay nữa. Nhà xe Bảo Ngọc. Bà ơi, bà ơi, xe này. Xe này, xe này. Quay luôn. Bà ơi, gửi hàng này. Xe Bảo Ngọc tuyến Crono Đà Nẵng. Vâng, tiếp theo là nhà xe Thái Lai. Wow, nấp sau con container này còn lâu mới bật lên được. Chiếc Samco Primax tuyến EK Tân Biên Tây Ninh. À, quá trời xe luôn. Nhà xe Thái Sơn, đi về Đà Nẵng.
Thaco 2019. Và xe Bình Thuận, Phan Thiết, Gia Lai. Tiếp tục một tài quốc thưởng. À vừa lẽ là quốc trường chứ nhỉ. Vâng, toàn xe mới thôi. Vâng, ở dưới kia đang có xe lên. Nhà xe Hải Vân, Đà Nẵng, Quảng Phú, Đắk Lắk. Nhà xe Hòa Hiệp, Hưng Hòa Hiệp, Huế, Cà Mau. Tiếp tục nhà xe Mai Linh, Buôn Mê Thuột, Đà Nẵng, Taco Ve Chai. Nhà xe Hồng Anh, bến xe Buôn Chấp, bến xe Đà Nẵng. Xe Quốc Tuấn, ba cục. Nhà xe Huy Thủy, Thaco Ve Chai, biển số 48B00607. Vâng, bao nhiêu bơ đây, toàn bơ đây. Nhà xe Cao Nguyên, Đắk Lắk, Đà Nẵng. Vâng, ở dưới kia tiếp tục có một nhà đang lên. Không biết là nhà nào. Nhà xe Phương Trinh, Taco 2019, Tây Ninh, Gia Lai, Kon Tum.
nhờ xe Thảo Lan. Xe Minh Thắng Gia Lai Tánh Linh. Xe Anh Thư. Anh Thảo. Thái Sơn, Buôn Mê, Đà Nẵng. Kick you.